đấu phá thương khung, vô thượng cảnh giới tập 631 và tập 632, nguyên khí khan hiếm, chiến hư thương, thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ, đồng. Bên trong chiến trường trầm đục âm thanh không ngừng vang vọng, chỉ thấy mười mấy người tương tiêu viêm con đường toàn bộ phong kín, có thể còn tại loại tình huống này, phía sau tiêu viêm võ thần cánh tiếp tục bộc phát sức mạnh, xinh xinh cùng cái này hơn 10 người thái hư cường giả chống lại. Chỉ bất quá, âm thanh nặng nề là công kích kia đánh vào tiêu viêm trên thân tạo thành, mặc dù tiêu viêm tại chiến đấu, có thể trên thực lực cách xa cơ hồ không có chống nổi mười mấy hiệp tiêu viêm công kích càng là không thể chạm đến bọn hắn bất kỳ một cái nào trong đó hắn giống như là một trái bóng già tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng vẫn là bị mười mấy người này cho đập tới đá tới cũng may là da dày thịt béo chút một phen xuống tiêu viêm còn không có bị thương nặng gì chỉ có trên người hư thần khải giáp xuất hiện tổn hại lồng ngực bên hông đều xuất hiện sụp đổ cũng may tiêu viêm biết được hư thần khải giáp đặc tính áo giáp ở giữa là có thể lẫn nhau tu bổ vừa lúc ở tiêu viêm trong nạp giới chứa đựng không thiếu hư thần khải giáp tùy tiện lấy ra một cái, hóa thành chất lỏng leo. Lên mà lên, trong khoảnh khắc liền chữa trị hư hại hư thần khải giáp, trông thấy tiêu viêm trên người hư thần khải giáp trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, làm thái hư chiến sĩ, bọn hắn tự nhiên tin tưởng tiêu viêm là như thế nào làm được, tiêu viêm đang tiêu hao hư thần khải giáp. Mà tiêu hao hư thần khải giáp đúng là bọn họ không thể tiếp nhận, tăng cường công kích, cấp tốc đem hắn áp chế lại. Hai hào giận dữ hết, mười mấy người nhao nhao gật gật đầu, cái kia như mưa rào công kích như thiên võng giống như lại lần nữa bao phủ tiêu viêm gió thổi không là dưới thế công dựa theo bọn hắn suy nghĩ tiêu viêm căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cho dù là bước thứ sáu bất hủ cường giả cũng không được bọn hắn bây giờ mười mấy người công kích ẩn chứa bất hủ chi lực mạnh đã là có thể so với bước thứ tám bất hủ cường giả mới có thể thi triển ra thế công trấn áp bước thứ sáu tiêu viêm tự nhiên là dư xài mà toàn thân cuốn lấy hỏa diễm cùng lôi đình tiêu viêm đối mặt thế công nhưng như cũng có thể vung ra trọng xích âm ầm thanh âm chính là tiêu viêm phát khởi phản kháng xem ra các ngươi không muốn để cho ta chết à Tiêu Viêm cảm nhận được mười mấy người công kích, mặc dù cường đại, nhưng lại có thể cảm nhận được bọn hắn cũng không thi triển toàn lực, bởi vì ba hào cùng bốn hào liền để Tiêu Viêm khó có thể ứng phó, mà mười mấy người, nếu không tiếp đại giới muốn giết hắn, hắn căn bản cũng không có thể kiên trì đến bây giờ. Bởi vậy chỉ có một khả năng, bọn hắn muốn bắt người sống. Đối với Thái Hư tới nói, Tiêu Viêm giống như là một cái to lớn bí ẩn, biết được bọn hắn quá nhiều bí mật, cho nên bọn hắn nếu muốn làm rõ, Tiêu Viêm là ai, lại là như thế nào biết được, hơn nữa làm thế nào đến không phải thái hư huyết mạch lại có thể vận dụng hư thần khải giáp, đặc biệt là một điểm cuối. Cùng trọng yếu nhất, có thể mười mấy người càng là như thế, tiêu viêm phản kháng thì càng thêm lợi hại, mặc dù không cách nào chạy ra bọc của bọn hắn vây, nhưng này mười mấy người trong lúc nhất thời lại không có thể chấn áp lại tiêu viêm, khiến cho cùng bọn hắn tiếp tục chào hỏi. Trên người hư thần khải giáp gần như hủy đi, nhưng lại cấp tốc khôi phục, đối với tiêu viêm tới nói tiêu hao hư thần khải giáp mà thôi, không quan hệ việc quan trọng, bởi vì này chút hư thần khải giáp vốn là thu thập lại cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá mặc dù hư thần khải giáp đép kinh người, có thể cuối cùng vẫn là phải rơi vào tiêu viêm trên thân thể, áo giáp dưới nhục thân, kỳ thực bị một lần lại một lần trọng thương. Chỉ bất quá loại này trọng thương cũng không chí mạng, chỉ cần không đủ chí mạng, không cách nào làm cho tiêu viêm đánh mất năng lực hành động, nguyên thần bất hủ nhục thân liền có thể tại mấy hơi thở liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhiều nhất tiêu hao hắn thọ nguyên mà thôi mặc dù không cách nào cảm giác được nguyên thần. Phần thân thọ nguyên cực hạn, nhưng bởi vì tiêu viêm sử dụng nguyên thần phân thân tần suất cực cao, cho nên có thể đủ cảm thụ được nguyên thần phân thân khí huyết sẽ theo chiến đấu không ngừng thiệt hại, mà khí huyết chính là nguyên thần phân thân thọ nguyên. Như bản tôn có thể đột phá đến tổ cảnh đấu thần, có lẽ có thể nếm thử nhường nguyên thần phân thân đột phá tới tứ tinh. Tiêu viêm trong lòng suy tư nói, chỉ bất quá chợt khổ tâm nở nụ cười, chính mình khoảng cách tổ cảnh đấu thần đều còn không có sở đến cánh cửa, liền nghĩ đến nhường phân thân đột phá. Tiêu viêm công kích nhìn càng giống là ở ngoan cố chống lại lấy cá nhân hắn thực lực tại hơn 10 người thái hư vây quét phía dưới căn bản không có bất luận cái gì một tia khả năng chiến thắng mười mấy người dưới thế công tiêu viêm cuối cùng vẫn bị nghiền ép mười mấy người cường đại bất hủ chi lực tiêu viêm có thể cùng chống lại nửa nén hương đã không thể tưởng tượng nổi thậm chí ngoài kiếm hướng dương dự kiến trói lại hắn hơn 10 người thái hư càng là ăn ý phối hợp một nửa người chấn áp tiêu viêm còn dư lại mấy người trong tay xuất hiện màu đỏ sợi tơ giống như gián độc hướng về tiêu viêm lao đi Hắn màu đỏ sợi tơ giữa không trung ở trong một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng hóa thành hơn 10 đạo màu đỏ sợi tơ, mấy người cộng lại màu đỏ sợi tơ tổng số đã là mấy trăm, từ bốn phương tám hướng tương tiêu viêm bao phủ trong đó. Màu đỏ sợi tơ leo lên mà lên, cứ việc muốn muốn tránh thoát, lại phát hiện màu đỏ sợi tơ mềm mại như phát, căn bản là không có cách dùng sức mạnh tránh thoát, cho dù lui về phía sau bắn ngược cũng là vô dụng. Khi màu đỏ sợi tơ tương tiêu viêm tứ chi thân thể đều quấn quanh thời điểm, mấy người bỗng nhiên kéo một cái trong nháy mắt liền tương tiêu viêm khống chế sợi tơ dùng sức kéo kéo nhưng ngũ mã phanh thầy giống như ngạnh sinh sinh tương tiêu viêm thân thể kéo thành hình chữ đại hoành đạt tại giữa hư không ta đối với ngươi cũng vô cùng tò mò ngược lại muốn xem xem ngươi là làm được bằng cách nào hai số thân hình đi tới tiêu viêm trước mặt mặt khải phía dưới chuyển đến hán thanh âm lạnh như băng mang đi hai hào lúc này liền là vẫy tay một cái không dám thất lễ hắn cũng sợ chậm thì sinh biến chỉ cần mang về hư thần hào hắn liền cho rằng dù cho là nữ đế cũng vọng tưởng lại cứu tiêu viêm kiếm hướng dương thấy thế bỗng nhiên dừng lại ánh mắt nhìn về phía nữ đế chỉ cần nữ đế gật đầu hắn vẫn sẽ không chùn bước đi cứu tiêu viêm chỉ bắt quá quay đầu nhìn về phía nữ đế lúc lại phát hiện nữ đế từ từ nhắm hai mắt tựa hồ không có đang nhìn nơi này chiến đấu kiếm hướng dương nhíu mày bởi vì hắn tại nữ đế bên cạnh lúc nữ đế ánh mắt liền từ không rời đi tiêu viêm nhưng bây giờ vậy mà lại lựa chọn nhắm mắt không thấy còn không đợi kiếm hướng dương suy tư đột nhiên trước mắt giống như hỏa diễm nổ tung mà gây nên tia sáng cực kỳ chói mắt nhưng lại nghe không được bất luận cái gì tiếng nổ bạch sắc quang mang sau đó chợt chính là như đêm tối trong nháy mắt thôn vệ như mặt trời giữa trưa bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh chiêu túc chuyện hay hắc ám cắn nuốt làm kiếm hướng dương phản ứng lại thời điểm lại phát hiện chính mình ở vào một cái không có bất luận cái gì cảm giác trạng thái bạch diễm chi tức chỉ có một thanh âm ở bên tai như ẩn như hiện loại thời điểm này tiêu viêm lựa chọn vận dụng bạch diễm sức mạnh hư thần khải giáp tuy mạnh đối với bạch diễm phòng ngự cũng không tính mạnh có thể bạch diễm chi tức một khi vận dụng bạch diễm sức mạnh liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục bạch diễm tri tức bao phủ phạm vi rộng cũng là không thể tưởng tượng nổi tại từ tiêu viêm làm trung tâm bốn phía vạn trượng tất cả mọi người động tác toàn bộ đình trệ giống như là thời gian lâm vào đình trệ đồng dạng đây là lực lượng gì càng là có thể khống chế nhiều như vậy người khoảng cách xa hơn một chút một chút đều là bị một màn này rung động đến hàng vạn mà tính nhân động tác của bọn hắn đều là đình trệ như đồng thời ở giữa bị nhấn xuống tạm dừng mà nên bọn hắn khoảng cách cho dù cách xa xôi đi nhìn chăm chú lấp lóe mà qua tia sáng lúc đều có chủng linh hồn cùng nhục thân phân ly cảm giác phần lớn người lựa chọn thu hồi ánh mắt không dám đi nhìn chăm chú đáng tiếc quyền âm chân giới cũng không có mạnh mẽ như vậy bản nguyên lực lượng nữ đế lúc này mới chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp thản nhiên cười lấy tức hận nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là huyết thần giới đã không có đem đấu đế đại lục trở thành cái đinh trong mắt hôm nay đấu đế đại lục coi như tiêu viêm được phá đến đấu tiên thực lực đó cũng là một cái không có uy hiếp dưới khoảng không huyết thần giới mới vừa vặn chiếm cứ một cái trung đẳng giới trống không danh ngạch căn cơ còn không ổn cũng tạm thời sẽ không tại xuất thủ những giới khác khoảng không mà đoạn thời gian cũng vừa vặn vừa vặn cho tiêu viêm trưởng thành thời gian bất quá tiêu viêm vẫn còn không biết được bây giờ đấu đế đại lục tình cảnh nhưng dưới mắt chỉ có trước tiên xử lý sạch đến từ huyết thần giới địch nhân mới được mấy chục ngày thời gian tại không sợ phương chu bên trên rất nhanh liền vượt qua hiếu chiến tại nhân ngư tộc là mò không thiếu nguyên liệu nấu ăn lại làm ra không thiếu trò mới thức ăn ngon tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt bao quát tiêu viêm đồ ăn ngon lúc nào cũng cám dỗ khó mà ngăn cản dù là cơ thể cũng không cần nhấm nháp mỹ thực cũng chỉ bất quá là trở thành mọi người một loại giải trí di tích biên giới chậm rãi xuất hiện không sợ phương chu tốc độ cũng từ từ thả chậm lại tiêu viêm rất nhanh liền phát hiện di tích biên giới có bóng người cái này những tiêu viêm cao mày chẳng lẽ còn có hết quái tiêu viêm nghi ngờ một chút không sợ phương chu chậm rãi ngừng lại tiêu viêm liền để tất cả mọi người trước tiên chờ trên thuyền một mình hắn tự mình đi trước điều tra một chút các người là người phương nào tiêu viêm nhìn trước mắt hai thân ảnh hai đạo thân ảnh kia nghe tiếng phía sau lập tức dừng lại chính là hướng về tiêu viêm chắp tay cúi đầu cũng không có địch ý mà là tràn đầy tôn kính trí đại nhân chúng ta chính là Dragon gần tai long hoàng mệnh ta chờ chuyên tới để chờ đại nhân đại nhân không tới chúng ta long tộc cũng sẽ không tiến vào di tích hai người chính là hướng tiêu viêm rất cung kính nói ngược lại là nhượng tiêu viêm sững sờ chợt cười cười tiêu viêm vốn cho rằng long tộc sẽ đoạt trước tiến vào di tích thu hết bất quá dưới mắt long hoàng vậy mà chuyên môn sai người thủ hộ ngược lại là nhượng tiêu viêm rất là ngoài ý muốn ha ha tiêu viêm huynh đệ ngươi xem như tới lúc này một đạo tiếng cười sang sảng vang lên long hoàng thân ảnh chậm rãi nổi lên xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt long hoàng tiêu viêm cũng có lễ phép ôm quyền lần này long hoàng làm ra ngược lại là những tiêu viêm có chút lau mắt mà nhìn có thể làm dragon tại hoàng cái kia ắt hẳn đều không phải bình thường người hầu sinh khảo ý nha tiêu viêm huynh đệ bây giờ đã là đấu đế đại lục người thứ nhất quả thực cường đại nha long hoàng nhìn thấy tiêu viêm hoàn toàn không có giá đỡ có lẽ cũng là bởi vì tiêu viêm thực lực cường đại nguyên nhân a à, chỉ có chính mình thực lực chân chính cường đại lên mới có thể có được tôn trọng vô luận nơi nào đều là giống nhau long hoàng quá khen may mắn không làm nhục mệnh cũng là nhận ủy thác của người chúng ta cũng đồng thời đấu đế đại lục con dân diệt trừ đối lập cũng là chuyện đương nhiên tiêu viêm khẽ cười nói long hoàng cho tiêu viêm cảm giác cũng như người hoàng như vậy cho người ta một loại thâm bất khả chắc cùng lão luyện cảm giác tiêu viêm đang khi nói chuyện cũng lộ ra bình tĩnh một chút ha ha thực sự là anh hùng xuất thiếu niên nha chắc hẳn trong di tích tất nhiên có tiêu viêm huynh đệ đồ vật mong muốn a à, ta sớm đã sai người canh chừng bảo đảm tiêu viêm huynh đệ chỗ tầm đích đồ vật có thể hoàn hảo không chút tổn hại long hoàng chậm rãi nói tiêu viêm ngược lại là vô vị cười cười thầm nghĩ trong lòng con rồng già này hoàng vừa nói như vậy hiển nhiên là muốn muốn nhượng tiêu viêm thiếu hắn một cái nhân tình lấy tiêu viêm tâm cơ tự nhiên là một mắt liền có thể nhìn ra được cái kia đa tạ long hoàng không dối gặt long hoàng di tích này bên trong thật có thứ ta muốn bất quá bây giờ di tích này cũng coi như là vô chủ địa bàn có thể ở trong đó thu được cơ duyên gì cũng hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân ngược lại để tiền bối có lòng tiêu viêm cung kính hồi đáp tất nhiên long hoàng nói được như thế tiêu viêm cũng liền thuận nước đẩy thuyền nhưng tình này tiêu viêm cũng không muốn thiếu nợ nguyên thần phân thân cũng là bây giờ không cách nào chuyển động hai số trường kiếm hung hăng đâm vào nguyên thần phân thân lồng ngực chỉ bắt quá trường kiếm chui vào đến mỗi kiếm thời điểm chính là sinh sinh ngừng to lớn lực cản không cách nào lại nhường hai hào đâm vào một chút một màn này lệnh hai hào cũng chưa từng nghĩ đến trước mặt người này có thể tay không đón lấy hắn một kiếm hơn nữa giờ khác này ở không có phòng ngự dưới tình huống trường kiếm càng là không cách nào đâm vào thân thể cái này làm sao có thể phải nắm giữ cỡ nào cường hãn sức mạnh thân thể mới có thể như thế a à hai hào trong lòng thất kinh lúc này liền là rút trường kiếm về lập tức cùng nguyên thần phân thân giữ vững khoảng cách người này thực lực chỉ sợ cũng là không tầm thường không chỉ có nhục thân cường đại đoán chừng cũng ít nhất là bước thứ sáu trở lên cường giả hai hào trong lòng phân tích nói oanh chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm từ ngất ở trong tình lại hư thương giữ lại mà đến Chực chỉ không cách nào nhúc nhích tiêu viêm chỉ thấy hắn trong nháy mắt tới gần tiêu viêm bàn tay mãnh nhiên nhô ra năm ngón tay càng là bỗng nhiên thành chảo mãnh mà chộp tới tiêu viêm trái tim mãnh liệt đến mức tận cùng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ tiêu viêm hắn đã rất lâu không có cảm nhận được như thế nguy cơ cấp bách cảm phi thường cường liệt bản tôn chỉ là đấu thần trái tim tuy không có trí mạng chỉ khi nào trái tim bị hủy diệt mà nói tiêu viêm thương thế đem thêm một bước tăng thêm hơn nữa có thể làm cho tiêu viêm cảm thấy mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ là từ hư thương tản mát ra cái kia vô cùng mãnh liệt sát khí chứng minh hư thương động sát tâm đây là dự định trực tiếp đánh giết tiêu viêm bởi vì một lần lại một lần biến cố không nghĩ tới càng là tại linh hồn cùng nhục thể đều bị chấn áp dưới tình huống còn bị tiêu viêm cho trái ngược lục xuất hồn hơn nữa còn bị tiêu viêm biết được liên quan tới thái hư cấp độ càng sâu đồ vật chính là tuyệt đối tuyệt đối cơ mật hay hào không cần lưu thủ giết bọn hắn mặc dù không biết tiêu viêm bên cạnh đột nhiên nhô ra nguyên thần phân thân là ai bất quá bây giờ hư thương trong mắt hiện đầy tơ máu bị tiêu viêm su hồn phía sau linh hồn hắn đồng dạng tổn thương đương nhiên tiêu viêm cũng không ngoại lệ chỉ bất quá so với hư thương tiêu viêm tự hồ chịu ảnh hưởng cũng không lớn nguyên nhân có hai điểm thứ nhất là tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực có thể đối với linh hồn sinh ra càng lớn bảo hộ thứ hai chính là hư thương siêu hồn chỉ đến hành một ba thậm chí lấy được cũng là tiêu viêm một chút mô hình hồ một đoạn ký ức chính là bị đột nhiên đi ra ngoài hắc thủ cắt đứt đối với hắc thủ tiêu viêm nhìn thấy hắn cũng là trong lòng thất kinh lúc kia vốn cho rằng sẽ bị hư thương siêu hồn đột nhiên đi ra ngoài hắc thủ nhưng là trợ giúp tiêu viêm màu đen kia cánh tay cực kỳ quỳ dị tiêu viêm đối với cái này cũng là tại trong đầu điên cuồng suy tư hắc thủ rất giống hóa thành hắn bóng người tà tôn nhưng tà tôn lưu lại tiêu viêm sức mạnh trên người sớm đã đang giúp hắn đoạt sáng nguyên thần phân thân thời điểm liền đã dùng hết cho nên con này hắc thủ là tà tôn khả năng không lớn hắc thủ là từ tiêu viêm linh hồn ở trong toát ra dường như là dấu ở linh hồn hắn chính giữa sức mạnh tại tiêu viêm một phen suy tư phía sau đều là không có bắt được chính xác đáp án mặc dù không biết hắc thủ là từ đâu mà đến nhưng nghĩ đến ắt hẳn là cùng tôn thượng có liên quan lấy tôn thượng thủ đoạn vì bảo hộ tiêu viêm nơi trọng yếu ký ức không bị lộ ra hoàn toàn có khả năng tại tiêu viêm trên thân lưu lại thủ đoạn đến nỗi là lúc nào lưu lại chỉ sợ cũng liền tiêu viêm cũng không biết bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kinh chiêu tốc chuyện hay ngược lại hư thương tại sư hồn không có bắt được cái gì tin tức hữu dụng có thể tiêu viêm nhưng là mượn cơ hội sư hư thương hồn thời điểm lấy được mấy cái nhường hắn khiếp sợ tin tức đến mức tiêu viêm tại sư hồn phía sau trên thân tản ra cực kỳ mạnh mẽ uy thế cấp độ kia uy thế cũng làm cho hai hào cảm thấy e ngại bởi vì tiêu viêm lấy được liên quan tới thái hư tiến công thần hy thời gian cụ thể vốn cho rằng còn có một số thời gian có thể tiêu viêm từ hư thương trong trí nhớ sư hồn đạt được thái hư đã xâm lấn thần hy hơn nữa phía tây hải hư vô vì điểm đột phá dẫn đầu tiến vào tây hải hư vô thần hy thế giới tổng cộng chia làm bốn cái hư vô bắc minh hư vô cũng chính là minh giới chỗ đông vận hư vô đấu thần lên minh chỗ nam lăng hư vô thần hy lớn nhất rộng nhất hư vô hải của thần giới chỗ còn có chính là tiêu viêm xuất sinh đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục chỗ ở tây hải hư vô tây hải hư vô tại bốn cái hư vô hải ở trong nhỏ nhất thượng đẳng giới khoảng không cùng thượng đẳng tinh thần càng là cực ít chính cống chính là thần hy ở trong yếu nhất hư vô hải mặc dù là nhỏ nhất hư vô hải nhưng ẩn chứa tài nguyên như cũ cực kỳ bàng bạc thái hư muốn đối kháng thần hy hơn nữa dựa theo thái hư loại chiến đấu này phương thức chú định liền sẽ cần lượng lớn tài nguyên mới có thể trèo chống cho nên bọn hắn trước tiên từ Tây Hải Hư Vô ra tay, chính là muốn mượn nhờ Tây Hải Hư Vô tài nguyên lấy chiến dưỡng chiến, từ đó tiến đánh thần hy. Đây cũng chính là vì cái gì tại Tiêu Viêm sư hồn nhận được hư thương ký ức phía sau, trên thân tản ra khí thế cực kỳ mạnh, hơn nữa chính là bởi vì biết được điểm này sau đó, Tiêu Viêm bây giờ suy nghĩ càng là đã không cách nào tại bình tĩnh trở lại. Tim của hắn đập tốc độ rất nhanh, mà tâm cũng sắp tốc nhảy lên, bây giờ Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình vô cùng khô cạn, đương nhiên, cũng không phải thiếu nước loại kia khô cạn, mà là cơ thể truyền tới khô cạn cảm giác, nguyên khí, ta cần nguyên khí. Loại cảm giác này nhưng tiêu viêm nhìn không thấu, lại không biết có phải hay không muốn đột phá tổ cảnh đấu thần điểm báo, nhưng không phủ định khả năng này, bởi vì liền tiêu viêm chính mình cũng không biết. Bất quá dưới mắt hai hào mặc dù có nguyên thần phân thân cản trở, có thể hư thương đã là hướng về bản tôn bạo lướt mà đến, hơn nữa tràn ngập cực kỳ sát khí nồng nặc, thế tất yếu nhất kích gạt bỏ tiêu viêm bản tôn đồng dạng. Lúc này tiêu viêm nhục thân cùng linh hồn chi lực đều là bị chấn áp, liền nguyên thần phân thân cũng là như thế, chỉ bất quá nguyên thần phân thân lực áp bách muốn nhỏ hơn rất nhiều, cái này cùng bản thân bất hủ nhục thân có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa loại này lực áp bách có thể rõ ràng cảm thấy, theo thời gian trôi qua, lực áp bách sẽ dần dần không còn mãnh liệt, liền có thể chậm rãi có thể di động. Hai hào đưa tay một kiếm lại lần nữa đâm ra, mục tiêu của hắn chính là nguyên thần phân thân trái tim, trải qua lần trước ra tay, hai hào biết được nguyên thần phân thân nhục thể cực kỳ cường hãn, cho nên lần này, trường kiếm của hắn bên trên ẩn chứa càng thêm đậm đà bất hủ chi lực, đương nhiên, cũng là thanh trường kiếm này, đủ khả năng ẩn chứa cực hạn suy nguyên thần phân thân vẫn như cũ không cách nào chuyển động cho nên đối mặt hai hào một kiếm này vẫn là không có biện pháp đi tránh né hoặc phòng ngự trường kiếm đâm xuyên qua huyết nhục lấy xương cốt trực tiếp xuyên thủng theo lý nguyên thần phân thân lồng ngực đâm chúng hai hào vui mừng lúc này liền là nhếch miệng lên nhục thân cường đại lại như thế nào tại thái hư hào bên trong hư ám trọng cảnh phía dưới các người động cũng đừng nghĩ động một cái hai hào mỉa mai mở miệng hắn đem nguyên thần phân thân coi như tiêu viêm giúp đỡ cho nên vẫn không quên mở miệng chào phúng, dù sao chết trận qua một lần nội tâm của hắn oán giận cực lớn, tựa hồ chết trận đối với hắn mà nói mặc dù phục sinh, nhưng thiệt hại vẫn như cũng không nhỏ. Cái này chỉ có hai hào chính mình mới tin tưởng, Thái Hư mặc dù có thể làm chiến sĩ phục sinh, bất quá cùng một đạo ý thức cũng có phục sinh hạn chế, cho nên hai hào mới có thể tức giận như vậy. Hai số trường kiếm xuyên thủ nguyên thần phân thân lồng ngực, bất hủ nhục thân mặc dù cường đại, nhưng mà hai hào ẩn chứa bất hủ chi lực nhường uy lực một kiếm này cực mạnh. Cường đại bất hủ chi lực càng là điên cuồng bao phủ làm hai hào rút trường kiếm về lúc từ nguyên thần phân thân lồng ngực bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ máu nhìn thấy một màn này hai hào lại lần nữa là ánh mắt ngưng lại hai ngón xẹt qua trường kiếm bất hủ chi lực tại trên thân kiếm phun trào xuyên thủng trái tim lại chém đầu lâu cho dù không chết cũng có thể để cho trọng thương chỉ bất quá không thể như hai hào mong muốn là khi hắn rút trường kiếm về phía sau vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở đã nhìn thấy nguyên thần phân thân trên lồng ngực lỗ máu lấy bẻ gãy nghiền nát một dạng tốc độ khôi phục khỏi hẳn kinh khủng như vậy tốc độ khôi phục khiếp sợ đến hai hào hắn lúc này liền là không dám chậm trễ lập tức lấy bén nhọn thế công hướng về nguyên thần phân thân bao phủ tới thôi 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 kiếm ảnh như như mưa rào điên cuồng khuynh tả tại nguyên thần phân thân trên nhục thể lúc này liền là nhìn thấy nguyên thần phân thân trên nhục thể xuất hiện từng đạo sâu đủ thái xương vết thương nhưng mà những thứ kia tổn thương cơ hồ chỉ là mấy hơi thở liền có thể hoàn toàn khôi phục lại cũng không thể thương tới nguyên thần phân thân căn bản thậm chí đem hắn đầu cho cắt bỏ phía sau máu kia thịt cũng như bay tuyến đồng dạng cấp tốc xen lẫn một lần nữa ngưng kết lớn lên tại hai hào một trận điên cuồng thu phát phía sau nguyên thần phân thân mặc dù không cách nào chuyển động ngoại trừ trên thân phá toái không chịu nổi quần áo bên ngoài hắn vẫn như cũ thẳng tắp đứng lặng tựa hồ hai số thế công đánh liền ở trên bông đồng dạng thậm chí không có ở nguyên thần trên phân thân lưu lại nơi điểm vết tích chỉ có thể từ cái kia bể tan tành quần áo nhìn ra được hai số thật là tận lực cùng lúc đó hư thường chớp mắt tới gần tiêu viêm từ bàn tay hóa thành lợi trảo hướng về tiêu viêm trái tim chộp tới thời điểm bỗng nhiên một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở tiêu viêm trước người tiếp đó một quyền đánh về phía công tới hư thương sau đó cùng kỳ lợi chảo hung hăng đụng vào nhau suy suy thân ảnh đánh ra trên nắm tay chỉ thấy màu vàng kia bất hủ chi lực bao quanh nắm đấm sau đó cùng hư thương hư thần áo giáp rét thủ chảo va chạm cả hai đều là ở nơi này một cái chớp mắt đều bạo phát ra lực lượng cường đại đối kháng bên trong thân ảnh trước tiên khẽ động nắm đấm đối oanh thời điểm lúc này một cái lên gối sông về hư thương phần bụng cái sau cả kinh lúc này liền là rút bàn tay về tránh thoát sau đó nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh hư thương ngạc nhiên bất quá cũng không khó khăn đoán được nguyên thần phân thân cũng tốt đột nhiên này xuất hiện thân ảnh cũng được cũng là xuất từ tiêu viêm chỉ bất quá nhường hư thương kinh dị là tại tiêu viêm sau khi đi vào cũng không có cảm nhận được khác bất luận cái gì sinh linh khí tức nếu là tồn tại ở cái gì không gian giới tử ở trong tại thái hư hào bên trong đều có thể dễ dàng cảm giác được có thể hư thương trước đây xác thực không có cảm giác được tiêu viêm đeo trên người bất luận cái gì sinh linh khí tức theo lý mà nói đây là tuyệt đối không khả năng thái hư hào làm sao lại không cảm ứng được điểm này rất quỷ dị bất quá tiêu viêm bản thân tồn tại liền cực kỳ quỷ dị bây giờ phát sinh bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng cảm giác chẳng có gì lạ mà lúc này xuất hiện đạo thân ảnh này càng làm cho hư thương ánh mắt ngưng lại bởi vì vừa mới đơn giản đối bính cũng cảm giác được người sau cường đại đạo này ở lúc mấu chốt xuất hiện ngăn trở hư thương công kích thân ảnh cũng không phải là chín mắt thần hồ lô các tiền bối mà là tiêu viêm phân thân của mình vĩnh lúa phân thân thả ra cỗ này phân thân đi ra tiêu viêm cũng là bốc lên nguy hiểm cực lớn bởi vì vĩnh lúa phân thân thực lực so bản tôn mạnh hơn quá nhiều tố mệnh chi thuật còn áp chế liền cực kỳ khó khăn mà giờ khắc này phóng xuất chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi một khi thời gian quá dài hay là trải qua tại chiến đấu kịch liệt đều sẽ đối với tiêu viêm tạo thành không nhỏ áp lực rất dễ dàng nhường vĩnh lúa phân thân mất khống chế mà phân thân mất khống chế phía sau thì sẽ sinh ra bản thân linh trí đến lúc đó linh trí sẽ đem tiêu viêm ý chí xóa đi tiếp đó thay vào đó tiêu viêm còn muốn đoạt lại phân thân liền cần một lần nữa đoạt xá Rõ ràng Tiêu Viêm cũng không muốn ở trên đây lãng phí thời gian, bất quá lúc này bản tôn tiến nhập khác thường trạng thái, mặc dù nhục thân đã người tàn tật hình, cũng may là võ thần cánh còn có thể ngưng kết mà ra. Bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh YouTube truyện hay. Lúc này Hắc Kim hai cánh chính là ngưng kết mà ra, cùng lúc đó, Tiêu Viêm mượn nhờ Hắc Kim hai cánh sức mạnh tránh lui đến rồi một bên, hai cánh đem Tiêu Viêm bản tôn bảo hộ ở bên trong, không chỉ có như thế, Tiêu Viêm càng là lấy ra Liệt Minh Huyền Vũ xác ở trong, bị đinh duyệt cải tạo qua Liệt Minh Huyền Vũ, Sadev coi như không tệ, có lẽ không thể đưa đến bao lớn tác dụng, chí ít vẫn là bao nhiêu có thể có chút tác dụng. Chữa thương đan dược lên một chút hiệu quả, tăng thêm tiêu viêm bản thân 400 ức thần chi nguyên ký bản thân, thương thế trên người mặc dù nghiêm trọng, nhưng mà năng lượng bàng bạc vẫn tại dùng tốc độ khó mà tin nổi chữa trị tiêu viêm nhục thân. Những cái kia gầy lìa xương cốt phát ra đùng đùng âm thanh, loại đau nhức này nhưng tiêu viêm hàm răng cắn chặt, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có phát ra cái gì kêu thảm, tựa hồ đem loại đau nhức này đặt ở trong lòng bởi vì hắn bây giờ trọng yếu hơn là cơ thể truyền tới khát khao đối với nguyên khí khẩn cấp nhu cầu nhưng dưới mắt cũng không có tốt đẹp thần chi nguyên khí cung cấp chỉ có nạp giới ở trong bảng bạc như biển thần nguyên khí đan những thứ này nguyên khí pha tạp vô cùng không đủ tinh thuần càng lạc không thể trực tiếp hấp thu nếu là cưỡng ép hấp thu những thứ này loang lộ thần chi nguyên khí tất nhiên sẽ lưu lại không thể nghịch di chứng cho nên tiêu viêm đang cầm xuất thần nguyên khí đan phía sau cũng không có lập tức hấp thu mà cân nhắc nếm thử dùng những biện pháp khác Bây giờ tự nhiên không có khả năng tìm được Như Thiên Hà Ma Quân sát lục chi tháp bên trong tinh thuần như thế thần chi nguyên khí, bất quá cũng may chính là Tiêu Viêm còn có thể khống chế bốn đầu thái hư thần là, lúc này liền là nếm thử truyền niệm, chỉ là Tiêu Viêm cũng không lớn biết mình vị trí chỗ. Nhìn xem bốn phía, bây giờ vị trí của ta đại khái là tại nơi hình vuông cự phách bên trong, khoảng cách thái hư thần là cũng không phải quá xa, chỉ là không biết bọn chúng có thể hay không đem thần chi nguyên khí đưa vào tới. Tiêu Viêm thấp thỏm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có thái hư thần là ẩn chứa thần chi nguyên khí càng tinh khiết hơn một chút cho nên tiêu viêm hay là đem chú ý trước tiên đánh vào thái hư thần là phía trên là trước mắt tiêu viêm có thể thu hoạch đến ưu chất nhất thần chi nguyên khí tiêu viêm có thể thông qua từ thần hư linh tháp linh khư cảm ứng được bốn đầu thái hư thần là bọn chúng cũng đồng dạng có thể cảm ứng được tiêu viêm cho nên tiêu viêm truyền niệm là thông qua từ thần hư linh tháp bọn chúng hẳn là cũng có thể thu đến chờ đợi ở giữa thần chi nguyên khí chậm chạp không có tới tiêu viêm lúc này có chút nản lòng thoái chí tất nhiên tiễn đưa không tiến vào vậy cũng chỉ có thể dùng thần nguyên khí đan loại này hạ hạ kế sách. Tiêu Viêm đưa tay trước mặt một đám lửa ngưng hiện, ngọn lửa rừng rực ở trong Tiêu Viêm trực tiếp đem không thiếu thần nguyên khí đan ném vào trong đó, tràn ngập loang lổ thần chi nguyên khí Tiêu Viêm hay không nguyện hấp thu, cho dù phí sức một chút cũng muốn đưa chúng nó đều cho tình luyện tốt nhất. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Viêm chính là biết được, biện pháp như vậy căn bản không làm được, tốc độ luyện hóa nơi nào đủ bên trên hắn tốc độ hấp thu, khoảng chừng 450 ức nguyên khí nội tình, trong nháy mắt liền muốn hấp thu hết cực kỳ khủng bố thần chi nguyên khí cho nên dựa vào luyện hóa mà đến thần chi nguyên khí căn bản không đủ nhưng bây giờ cơ thể xuất hiện khác thường mặc dù không biết có phải hay không tổ cảnh đấu thần điềm báo bất quá nghĩ đến cũng có thể là có liên quan cho nên tiêu viêm không muốn đến đây thì thôi phải nghĩ nghĩ biện pháp mới được tiêu viêm linh hồn chi lực tràn ra chính là cảm nhận được bốn phía càng là có đậm đà thần chi nguyên khí tràn ra chỉ bất quá tản mát ra những thứ này thần chi nguyên tức giận chỗ chính là vô số huyết trong túi dựng dục lần lượt từng thân ảnh tiêu viêm vui mừng những thứ này thân ảnh chính giữ nguyên khí độ tinh thuần cũng không kém bây giờ cần phải làm là từ nơi này trước huyết túi thân ảnh bên trong cướp đoạt thần chi nguyên khí đây đối với nắm giữ bất diệt chi hỏa tiêu viêm tới nói cũng không phải một kiện chuyện khó khăn chỉ cần nhường bất diệt chi hỏa tàn ra nhường huyết trong túi thân ảnh đã trúng bất diệt chi hỏa hỏa độc tiêu viêm mà có thể thông qua bất diệt chi hỏa năng lực rút ra thần của bọn họ chi nguyên khí cùng với sinh cơ oanh cái kia liệt minh huyền vũ xác bên trong bất diệt chi hỏa hóa thành một đạo sóng xung kích hướng về bốn phía khuấy động mà đi hỏa diễm trong nháy mắt cuốn sạch qua vô số huyết túi ngọn lửa uy lực càng là vừa đúng nhìn càng là không có chút nào hư hao đồng dạng, tất cả huyết túi đều bình yên vô sự. Nhưng bất diệt chi hỏa cuốn sạch qua huyết trong túi, bất diệt chi hỏa xuyên qua huyết túi, cứ việc chỉ là một tia nhỏ nhỏ hỏa diễm tiến vào huyết túi, tiếp đó chui vào đến rồi huyết túi dựng dục thân ảnh ở trong. Bất diệt chi hỏa hỏa ban chính là xuất hiện ở những thứ này thân ảnh bên trên, chợt từng sự thần chi nguyên khí từ thân ảnh bên trong tràn ra, xuyên thấu qua huyết túi, hướng về liệt minh huyền vũ sát bên trong ngồi xếp bằng tiêu viêm chậm rãi dũng mãnh lao tới. Vừa mới Tiêu Viêm quét ngang mà qua bất diệt chi hỏa trong nháy mắt liền bao phủ hơn vạn cái huyết túi, từng sự thần chi nguyên khí bắt đầu từ máu này trong túi thân ảnh bên trong tràn ra, toàn bộ hướng về Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới. Làm tụ lại thời điểm, vậy thì đủ để cung cấp Tiêu Viêm hiện nay cần, mặc dù so với sát lục chi tháp bên trong mức độ đậm đặc kém hơn quá nhiều, bất quá Tiêu Viêm phát hiện mặc dù nguyên khí không tính dư giả, nhưng ít ra so từ thần nguyên khí trong nội đan nguyên khí còn tinh khiết hơn quá nhiều. Những thứ này nguyên khí mà có thể trực tiếp hấp thu vào thể nội, mà theo bất diệt chi hỏa từ thái hư huyết túi ở trong hấp thu mà đến nguyên khí không ngừng đưa vào tiêu viêm thể nội lúc cái kia 450 ức nguyên khí nội tình chính là lại, lại lần nữa bắt đầu căng vọt không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa nguyên khí từ tiêu viêm thể nội bài trừ tại sát lục chỉ tháp đột phá tiêu viêm nguyên khí hải giống như triệt để mở ra đồng dạng nói đúng ra tại tiêu viêm nguyên khí nội tình đột phá trăm ức lúc bản thân liền đã đột phá đến một cái bình thường đấu thần không có khả năng đạt tới cấp độ nhưng đối với tiêu viêm bây giờ tới nói 400 ức 50 ức cũng tốt năm trăm ước cũng được, thậm chí một nghìn ước đối với bây giờ phải đối mặt đối thủ tới nói, bản thân cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì tiếp qua đậm đà thần chi nguyên khí cũng không cách nào cùng càng cường đại hơn bất hủ chi lực đánh. Đồng, bởi vì thái cổ cấp đấu kỹ ít nhất cần bất hủ chi lực mới có thể thi triển, tạo hóa cấp đấu kỹ liền đã là đấu thần đủ khả năng thi triển đấu kỹ phẩm cấp cực hạn. Cho nên tiêu viêm nguyên khí nội tình nhiều hơn nữa, tại trong chiến lực trợ giúp cũng không lớn, nhưng bây giờ nguyên khí hải tại nhu cầu, như vậy tiêu viêm thuận thế mà làm, tu cảnh đấu thần ta phải đột phá đến tổ cảnh đấu thần, đã không có thời gian. Tiêu Viêm mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn nội tâm gấp hoàng, càng là hốt hoàng, Tiêu Viêm mới biểu hiện bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới nội tâm phía dưới sóng lớn mãnh liệt. Bởi vì lệnh Tiêu Viêm xa xa không có nghĩ tới là, hắn đi tới Huyền Âm chân giới vẫn chưa tới 500 năm thời gian, dựa theo nữ hoàng cho hắn thời gian, còn xa xa không có đến thái hư xâm lấn thần hy thời gian. Nhưng lại tại vừa mới, tại hắn sư hồn hư thương thời điểm, nhưng là từ trí nhớ của hắn ở trong biết được thái hư đã triển khai đối với thần hy xâm lấn hơn nữa mục tiêu chủ yếu chính là đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục chỗ ở tây hải hư vô một khi thái hư xâm lấn tây hải hư vô đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục thực lực căn bản không có khả năng đủ để chống cự thái hư không cần chút sức lực liền có thể đem hắn hủy diệt hoặc thu hẹp vốn cho rằng còn có thời gian tiêu viêm không nghĩ tới thái hư vậy mà sao dự tính còn muốn sớm xâm lấn thần hy hơn nữa mục tiêu chủ yếu chính là tiêu viêm vành ngược chỗ chính là bởi vì lấy được tin tức này tiêu viêm nội tâm bối rối nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải nhưng tiêu viêm dù sao cũng gần mười ngàn tuổi cho dù biết được tin tức này mặc dù trong nội tâm rất bối rối vẫn có thể đem cảm xúc áp chế xuống chỉ bất quá loại an tĩnh này là tiêu viêm mới biết được chuyện này coi như tiêu viêm nội tâm không ngừng nói với mình phải tỉnh táo nhưng trên thực tế làm việc bên trên tiêu viêm liền đã không có cách nào tại tỉnh táo ứng đối loại này cấp bách cảm giác nhường tiêu viêm nội tâm khẩn trương linh hồn nhục thể tại bất trì bất giác ở trong đều tiến vào loại cảm giác này cũng có lẽ là bởi vì chuyện này tiêu viêm tiến vào lại lần nữa trạng thái tu luyện bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh YouTube chuyện hay. 46 tỷ, 47 tỷ, tiêu viêm nguyên khí nội tình lại lần nữa bắt đầu tăng vọt, nhưng loại này tăng vọt lại làm cho tiêu viêm cao hứng không nổi, tựa như vô biên vô tận, nguyên khí hải càng giống như động không đáy đồng dạng điên cuồng lại tham lam cắn nuốt nguyên khí. Cái này khiến tiêu viêm cảm giác càng thêm khó chịu, linh hồn tại chính mình mấy chục tỷ nguyên khí nội tình ở trong du tẩu, hắn muốn đi suy tư cái gì là tổ cảnh đấu thần. Có thể tiêu viêm càng là hướng về phương diện này đi suy tư thời điểm, nhưng là phát hiện mình căn bản chạm không tới nữ đế nói cho hắn biết tổ cảnh đấu thần là cái gì như thế nào đi đột phá như thế nào đi tìm tiêu viêm đều hoàn toàn không biết chỉ có thể trơ mát nhìn mình nguyên khí nội tình không ngừng tăng trưởng tựa như không có điểm cuối đồng dạng tiếp tục như vậy không phải biện pháp nguyên khí nội tình nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì tiêu viêm một buồn bực lúc này liền là cưỡng ép cắt đứt nguyên khí tiến vào trong cơ thể không để càng nhiều nguyên khí tràn vào đến thể nội nhưng tại tiêu viêm một phen dãy rộ phía sau nhưng là phát hiện muốn ngừng nguyên khí ngừng kết căn bản không có khả năng tiêu viêm bắt đầu ở mình nguyên khí hải có thể điên cuồng tìm kiếm nhưng liền chính hắn cũng không biết mình tại tìm cái gì mà loại tìm kiếm theo không thu hoạch được gì tiêu viêm cảm xúc bắt đầu càng ngày càng điên cuồng ngồi xếp bằng thân hình cũng bắt đầu vặn vẹo rõ ràng tâm cảnh đã không cách nào bình tĩnh tiêu viêm luôn luôn tu luyện đều xem trọng nước chảy thành sông nhưng phải biết thái hư sớm xâm lấn hơn nữa trước tiên xâm lấn tây hải hư vô tiêu viêm chính là triệt để ngồi không yên mà ở tiêu viêm bản tôn lúc tu luyện hai cỗ phân thân thế nhưng là bị không tiểu trình độ hủy hoại nguyên thần phân thân đã trải qua hai số mãnh công từ đông bị chặt đến bắc nhưng hai hào vẫn như cũ không thể chân chính trọng thương đến nguyên thần phân thân vĩnh lúa phân thân đối kháng là càng cường đại hơn hư thương lập tức hư thương cũng đối vĩnh lúa phân thân thì triển hư ám trọng cảnh nhưng lại không thể đem hắn hoàn toàn hạn chế chấn áp miễn cưỡng có thể đánh trả chống cự hai cỗ phân thân tình huống đều cũng không quá tốt bất quá coi như có thể dây dưa một chút thời gian hư thương tựa hồ cũng phát giác cái gì vĩnh lúa phân thân dù sao cũng là bước thứ sáu bất hủ cường già thật muốn đánh chết vẫn còn có chút khó khăn ánh mắt nhìn về phía họng phương liệt minh huyền vũ xác người ở đây vì hắn kéo dài thời gian sao thực sự là nực cười tại hư thần hào bên trong các người đều là cá trong chậu như không có đồng ý của ta không người nào có thể đi vào cũng không có người có thể rời đi hư thương nhìn xem vĩnh lúa lạnh lùng nói nhưng vĩnh lúa phân thân trên mặt một mảnh lạnh lùng đối mặt hư thương không có mở miệng nói một câu hư thương nhớ mày thân hình lúc này khẽ động hướng về tiêu viêm bản tôn chỗ ở liệt minh huyền vũ xác bạo lướt mà đi liệt minh huyền vũ xác bên trong ngồi xếp bằng tiêu viêm cũng là tại hư thương hướng về hắn bạo lướt mà đến đồng thời mãnh mà mở hai mắt ra trong đôi mắt vằn vện tia máu tỉnh táo là cố giả vờ tiêu viêm phát hiện hắn căn bản làm không được tiếp tục tỉnh táo dạng này tu luyện thái hư xâm lấn tây hải hư vô sĩ thái giả chiến lực đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục tất nhiên sẽ bị tai họa chiến tranh là tàn khốc hết thảy đều lại bởi vì chiến tranh mà hủy hoại chỉ trong chốc lát tiêu viêm không có cách nào tỉnh táo hắn cũng không cách nào tỉnh táo hai hào hung áp một kiếm hướng về nguyên thần phân thân chém tới đồng thời hắn một kiếm này nhưng là chém một cái khoảng không nguyên thần phân thân trong nháy mắt hư không tiêu thất không thấy mà một bên vĩnh lúa phân thân ánh mắt lộ ra vẻ dãy dựa chợt cũng là cùng nguyên thần phân thân một dạng hư không tiêu thất không thấy hai hào đối mặt một màn này cả kinh ánh mắt nhìn về phía hư thương lúc này hư thương lướt về phía tiêu viêm chủ ở liệt minh huyền vũ xác nhìn xem cái này to lớn may rùa hư thương lúc này liền là khoát tay bàng bạc bất hủ chi lực phun trào mà ra giữa không trung hóa thành một cái cự trưởng hùng hăng hướng về liệt minh huyền vũ xác vỗ tới oanh trầm muộn tiếng vang vang vọng mở ra bất quá hư thương đang tiếng vang khuếch tán thời điểm ánh mắt nhìn chính mình đánh xuống cự trưởng lúc ánh mắt ngưng lại một trưởng này cũng không có đánh vào liệt minh huyền vũ xác phía trên mà là tại cự trưởng rơi xuống một cái chớp mắt liệt minh huyền vũ xác tiêu thất thay vào đó là một đạo lướt đi thân ảnh cùng cự trưởng đụng nhau chính là phóng lên trời sóng lửa tại nơi phóng lên trời sóng lửa sau đó bỗng nhiên đứng nghiêm một thân ảnh cầm trong tay cự xích mà đạo thân ảnh chính là tiêu viêm tại tiêu viêm mi tâm chỗ ám đạm tà tôn ấn ký lần nữa khôi phục tia sáng thân thể mạnh mẽ sức mạnh cùng với bất hủ chi lực tại tiêu viêm trên thân bộc phát cùng lúc đó chỉ thấy tiêu viêm trên thân chất lỏng màu đen trong nháy mắt bao trùm toàn thân hóa thành hư thần áo giáp tại tiêu viêm hư thần áo giáp trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một con số ba hư thương mặc dù cấp đi tiêu viêm phía trước hai hào hư thần áo giáp bất quá bây giờ tiêu viêm có hư thần áo giáp chừng hơn ngàn bộ cho nên đối với tiêu viêm tới nói cũng không khẩn yếu bất quá đối với trông thấy một màn này hư thương tới nói nhìn xem tiêu viêm trên thân lại lần nữa xuất hiện hư thần áo giáp đây không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất trào phúng tự tìm cái chết hư thương lạnh rên một tiếng bất quá còn không đợi hắn ra tay tiêu viêm thân hình càng là trước tiên hướng hắn bạo lướt mà đến lúc này bản tôn tố mệnh chi thuật lại lần nữa bày ra nguyên thần phân thân cùng vĩnh lúa phân thân cũng lại lần nữa dung nhập cho nên vừa mới tiêu viêm mới có thể cùng hư thương công kích đối kháng phải đưa bồn lôi thước tiêu viêm thân hình đảo mắt tức đến trong tay bát hoang huyền trọng xích muốn phát nóng bỏng có thể nhìn thấy lửa cháy hừng hực từ tiêu viêm thể nội phun trào mà ra tiếp đó đều tràn vào bát hoang huyền trọng xích bên trong, hơn nữa diệt hư thiên lôi sấm xét màu đen cũng là dụng nhập trong đó. cái này một thức tiêu viêm không giữ lại chút nào, có thể vận dụng đến sức mạnh tiêu viêm đều dùng tới, bao phủ ra hỏa dưỡng ẩn chứa ba loại màu sắc bất đồng. cảm thụ được cuốn tới hỏa dưỡng cường độ, hư thương cả kinh, bởi vì vừa mới bị hắn đánh không thành hình người tiêu viêm, thời khắc này thương thế đều không có khỏi hẳn, nhưng có thể nhìn thấy những cái kia vốn là da chóc thịt bóng huyết nhục, đều ở đây dùng tốc độ khó mà tin nổi phi tốc khép lại, liền gầy mất xương cốt cũng là phát ra âm thanh đùng đùng rất nhanh khôi phục đây không phải một cái đấu thần đủ khả năng nắm giữ khôi phục chi lực suy suy tiêu viêm càng là tại lúc này thôi động mình diệt hư lôi mạch 50 đầu diệt hư lôi mạch sinh ra lôi đình chi lực lại lần nữa nhượng tiêu viêm nhục thể cường độ tăng lên một cái cấp độ chỉ thấy tiêu viêm toàn thân lập lòe sấm sét màu đen bây giờ tiêu viêm trong ánh mắt sát khí ngút trời thái hư sớm xâm lấn nhượng tiêu viêm đã là không cách nào sao nhịn ở cảm xúc trong đáy lòng hư thương thêm một bước bức bách càng là triệt để làm tức giận đến rồi tiêu viêm theo cái này một thước vung ra toàn bộ không gian đều giống như bị biển lửa bao trùm cùng lúc đó hư thương không dám thất lễ trong tay ngưng tụ ra một mặt màu vàng sậm lá chắn mặt sóng lửa chính là đều chúc xuống tiếp theo một cái chớp mắt tiêu viêm bàn chân mãnh nhiên bước ra sau lưng võ thần cánh trong nháy mắt ngưng hiện chỉ nghe thấy không gian chuyển đến nổ tung thanh âm thân ảnh trong nháy mắt tránh một dạng xuất hiện ở hư thương trước mặt bát hoang huyền trọng xích không có dư thừa sặc sỡ điên cuồng nện xuống rầm 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 bây giờ tiêu viêm như biến thành người khác đồng dạng cùng lúc trước suy nhược không chịu nổi một kích tạo thành rõ ràng so sánh hư thương ngắn ngủi ngất phía sau nhượng tư viêm thoát ly hư ám trọng cảnh áp chế lúc này hắn lại lần nữa thần niệm khẽ động hư ám trọng cảnh lại lần nữa đánh tới tiêu viêm toàn thân lúc này trầm xuống nguyên bản bén nhọn tốc độ giống như đưa thân vào chất lòng sành sạch ở trong đồng dạng toàn bộ tốc độ đều chậm lại một nửa không chỉ hư thương bắt được thời cơ này vung trong tay lá chắn mặt chính là mãnh bắn ra tiêu viêm bắt hoang huyền trọng xích chợt nắm đấm đánh phía tiêu viêm lồng ngực bành một tiếng rơi vào tiêu viêm trên lồng ngực trực tiếp đem tiêu viêm thân hình cho sinh sinh đẩy lui hư không biết tự lượng sức mình ta nói đây là sân nhà của ta ngươi liều mạng một lần cuối cùng cũng vẫn là một con đường chết hư thương mặc dù trong miệng kiên cường rất nhưng kỳ thật vẫn là bị đột nhiên bạo khởi tiêu viêm cho khiếp sợ đến bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh chiêu túc chuyện hay bị hắn một quyền đẩy lui tiêu viêm thân hình cọ cọ lui lại một chút chính là ổn định muốn đối kháng hư ám trọng cảnh biện pháp tốt nhất chính là đi thích ứng cỗ này cường đại lực áp bách không chỉ có chấn áp tiêu viêm linh hồn cũng chấn áp nhục thể tiêu viêm ma tâm khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh một cỗ ý chí mãnh liệt nhượng tiêu viêm trong nháy mắt tràn đầy đấu trí không chỉ có như thế năm mươi đạo diệt hư lôi mạch ẩn chứa lôi đỉnh chi lực càng là vì tiêu viêm hòa dịu áp lực tại hư ám trọng cảnh áp lực dưới đối với tiêu viêm sức mạnh thân thể ngược lại là có tu luyện hiệu dụng hơn nữa hiệu quả còn coi như không tệ đến mức tiêu viêm diệt hư lôi mạch lại lần nữa bị khai phát hư thương hai tay chấn động hư thần áo giáp hóa thành quyền khải chờ thân hình của hắn lướt về phía tiêu viêm bé nhọn hung hãn quyền phong hướng về tiêu viêm bao phủ tới đối mặt hư thương thế công tiêu viêm không có trốn tránh ngược lại là ngẩng đầu lên ánh mắt kiên nghị đồng dạng là xong quyền hướng về hư thương hám đi hai người thân ảnh hung ác đụng vào nhau và chạm sát na kim thiết một dạng âm thanh vang vọng bởi vì tiêu viêm trên nắm tay cũng như hắn đồng dạng ngưng tụ ra gần như giống nhau quyền khải từng vòng từng vòng kình phong gợn sóng bao phủ ra mà quanh mình không thiếu huyết túi cũng bởi vậy chịu đến tai họa một quyền đối cứng cái kia hư thương quái miệng cũng là lộ ra một vòng cười lạnh trượt quyền khuỷu tay đầu gối toàn bộ dùng tới thế công như như mưa rào tấn công về phía tiêu viêm thế công cực kỳ xảo trá lại hung hãn tùng tùng đông hai người nắm đấm đụng nhau kim thiết va chạm lúc tiên lửa tung tóe bất quá cùng so sánh tốc độ của tiêu viêm hay là muốn chậm hơn một vòng đó là bởi vì hư ám trọng cảnh mang đến lực áp bách nhượng tiêu viêm bản thân liền mang theo không nhỏ áp lực bất khả tư nghị là cho dù dưới loại tình huống này tiêu viêm như cũ có thể đối đầu hư thương phần lớn công kích chỉ có một số nhỏ rơi vào trên thân. Nhìn trước mắt tới, tiêu viêm tạm thời đã rơi vào hạ phong, chỉ bất quá, mặc dù hư thương thế công lăng lệ, nhưng là cũng không đối với tiêu viêm tạo thành cỡ nào tổn thương chí mạng, có bất hủ nhục thân tại, những thương thế này đều là tại mấy hơi thở liền có thể khôi phục. Như thế các bậc chiến đấu, liều chết nhưng là không chỉ có sức mạnh, liều chết còn có song phương của người nào sức chịu đựng càng hơn một bậc. Nhưng chính như hư thương lời nói, đây là hư thần hào bên trong, là thuộc về hắn sân nhà, hư ám trọng cảnh phía dưới, Tiêu Viêm nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, cho nên muốn muốn chiến thắng hư thương độ khó không cần nói cũng biết. Huống chi ngoại trừ hư thương bên ngoài, một bên hai hào hướng về Tiêu Viêm xem ra, đối với Tiêu Viêm sát khí của hắn càng nặng, bất quá không có bắt được hư thương mệnh lệnh, hai hào cũng không có trước tiền đối với Tiêu Viêm ra tay. Mà là lựa chọn tại không nơi xa quan sát hai người chiến đấu, nhìn xem Tiêu Viêm bây giờ triển hiện ra sức mạnh thân thể, hai hào nhướng mày, vì cái gì nhục thể của hắn sức mạnh cùng ta vừa mới chỗ công người kia tương tự như vậy. Hai hào phát giác manh mối, quá như cũng không nghĩ tới phân thân, dù sao phân thân dung hợp bản tôn các loại năng lực này cơ hồ cực ít, tại trong truyền thuyết cũng là chưa có, cho nên hai hào cảm thấy vô cùng cổ quái, nhưng thủy trung không nghĩ ra. Bao quát lúc mạnh lúc yếu tiêu viêm, nhưng hắn khó hiểu vô cùng, nhưng không thể không thừa nhận chính là tiêu viêm đích xác rất cường đại, đương nhiên cũng chính bởi vì tiêu viêm triển hiện ra thực lực cũng không ổn định từ đó mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn tại vây quét tiêu viêm lúc mới chịu đến trọng thương như thế. Tiêu viêm lấy đi tất cả mọi người bọn họ hư thần áo giáp, cơ hồ toàn bộ đều là thái hư tinh nhuệ không có hư thần áo giáp liền không cách nào phục sinh tiêu viêm lại lần nữa nhìn thấy hai hào phía sau liền đã xác định trước đây cái suy đoán này nhưng hư thương ngay đầu tiên cũng đều cũng không đến cấp đoạt tiêu viêm nạp giới tựa hồ cho rằng tiêu viêm đã là cá trong chậu cũng không có nghĩ đến đã bị hắn cực độ bị thương nặng tiêu viêm lại còn sẽ khởi xướng phản kích hơn nữa liên tục bùng nổ thế công nhường hư thương đều cảm thấy kinh hãi đột nhiên trở nên mạnh mẽ tiêu viêm nhường hư thương cũng là bất ngờ bất quá rất nhanh liền phản ứng lại hư thương lập tức liền lại lần nữa đối với tiêu viêm tiến hành chấn áp ở đây hắn không thiếu sức mạnh coi như hao tổn cũng có thể đem tiêu viêm cho sinh sinh mà chết. Hai người thế công nhường một bên hai hào đều nhíu chặt mi tâm, bởi vì so với chỉ có thể ngang ngược sử dụng bất hủ lực hắn, nhìn xem tiêu viêm cùng hư thương hai người chiến đấu càng thêm toàn diện, hắn thậm chí cũng không biết như thế nào gia nhập vào giữa hai người chiến đấu, đại hư thương cũng từ đầu đến cuối không có. Nhường hai hào ra tay, rõ ràng hư thương là muốn lấy lực lượng của mình trấn áp tiêu viêm, hơn nữa song phương đều triển khai chiêu thức chống lại, khẩn thiết va chạm cường hạn thế công mỗi một quyền đều tràn ngập kinh khủng chi lực nhìn xem có thể cùng hư thương đều chống lại tiêu viêm hay hào làm ở đây duy nhất người xem cũng biểu hiện càng thêm kinh ngạc mặc dù hư thương thông qua hư ám trọng cảnh chấn áp tiêu viêm có thể nhục thân chi lực tiêu viêm rõ ràng hay là muốn mạnh hơn một phần cho dù hư thương công kích không ngừng rơi vào tiêu viêm trên thân có thể như cũ không cách nào đẩy lui tiêu viêm cuộc chiến đấu này nhìn trước mắt đến trả mười phần trái bỏng hư ám trọng cảnh tăng cường nhưng vào lúc này hư thương gầm thét một tiếng lúc này tiêu viêm thân hình chính là mãnh trầm xuống cùng lúc đó hư thương nắm lấy thời cơ quyền khuỷu tay, đầu gối đều hướng về tiêu viêm bao phủ tới. Khiêng trầm trọng áp lực tiêu viêm, lập tức chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, toàn bộ tốc độ hoàn toàn chậm lại xuống, căn bản theo không kịp hư thương tốc độ công kích. Mặc dù có hư thần áo giáp phòng hộ, như như mưa rào công kích bao phủ toàn thân hắn thời điểm, quyền ấn, khuỷu tay ấn cùng với lên gối lực lượng cường đại, nhưng tiêu viêm thân thể lại lần nữa biến hình. Muốn ở chỗ này cùng ta chống lại, cho dù thân thể ngươi cường hãn, thực lực không kém, mà còn có ta thái hư hư thần áo giáp, cũng đồng dạng không thể nào là đối thủ của ta theo ý của ngươi liều mạng một lần nhưng đối với ta tới nói ngươi bất quá từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái tôm tát nhã nhất thôi hư thương vung ra nắm đấm thời điểm nhịn không được hướng về phía tiêu viêm nổi giận nói hắn bây giờ rất tức giận bởi vì chính mình càng là tại tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống lại còn bị tiêu viêm không biết dùng biện pháp gì bị ngược lại lục soát hồn mà bị sư hồn chuyện thế này đối với hư thương tới nói cũng là tuyệt đối không cho phép cho nên hắn nhất thiết phải đem tiêu viêm cho gạt bỏ nơi này nhưng tiêu viêm biết được hết thảy liên quan tới thái hư cơ mật đều chôn cất ở đây bằng không thái hư một khi truy cứu trách nhiệm hắn đem chắc chắn phải chết bởi vậy bây giờ hư thương tràn ngập sát khí nồng nặc đương nhiên hắn làm như thế cũng là tại tiến một bước giải vò tiêu viêm bởi vì hắn rõ ràng có thể trực tiếp vận dụng hư ám trọng cảnh đối với tiêu viêm hoàn thành chấn áp tuyệt đối dưới sự khống chế tiêu viêm căn bản không có phản kháng có thể hư thương không có mãi đến bây giờ mới tăng cường hư ám trọng cảnh sức mạnh mà tiêu viêm thở hổn hển vừa mới một cái chớp mắt công kích đồng dạng nhường hắn bị thương bất quá cũng là tại trong khoảnh khắc liền nhanh chóng khôi phục. Trong cơ thể nguyên khí cho dù tại tiêu viêm không có đi hiểu dưới tình huống, vẫn tại điên cuồng tăng trưởng, hơn nữa theo tiêu viêm càng thêm mãnh liệt chiến đấu, nguyên khí nội tình đã là đột phá tới 480 ức, khuynh hướng này đang hướng về 500 ức mà đi. Hơn nữa không chỉ có là nguyên khí nội tình đại căng vọt, hư ám trọng cảnh mang tới nhục thể áp lực, nhưng tiêu viêm nhục thân càng là tiến nhập kéo lên trạng thái, diệt hư lôi mạch ở trong diệt hư thiên lôi điên cuồng bao phủ, lúc đạt tới cực hạn lúc, liền sẽ mở ra mấy diệt hư lôi mạch, bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh chiêu túc truyện hay. Ngắn ngủi ở giữa tiêu viêm diệt hư lôi mạch lại lần nữa mở ra năm đầu, tổng số đi tới 55 đầu, diệt hư lôi mạch tổng cộng có 108 đầu, mà theo diệt hư lôi mạch mở càng ngày càng nhiều, tiêu viêm không chỉ có thể vận dụng ra càng cường đại hơn diệt hư thiên lôi, đồng dạng nhục thân cường độ. Cũng là tùy theo tăng gấp bội, mặc dù bản tôn sức mạnh thân thể khoảng cách nguyên thần phân thân như vậy bất hủ nhục thân chênh lệch rất xa, bất quá theo diệt hư lôi mạch như thế kéo lên xuống, bản tôn sức mạnh thân thể trong tương lai cũng chưa chắc không có khả năng đột phá tới bất hủ. Nếu là bản tôn nhục thân cũng đột phá đến bất hủ, như vậy lại dung hợp nguyên thần phân thân, hai cỗ bất hủ nhục thân dung hợp lại cùng nhau lúc, cấp độ kia sức mạnh thân thể sẽ đạt tới một cái cường đại trước nay chưa từng có cấp độ. Tiêu Viêm Ma Tâm khiêu động lợi hại, hai trái tim tốc độ đều rất nhanh chóng, mà Ma Tâm đúng như là Thiên Hà Ma Quân lời nói, có thể trợ Tiêu Viêm tại càng trở nên chiến đấu kịch liệt ở trong càng chiến càng hăng. Mà bây giờ Tiêu Viêm liền vô cùng cảm giác được rõ ràng, theo Ma Tâm nhảy lên, sát lục chi khí tại tiêu viêm trên thân tản ra mà cỗ khí thế vừa vặn đối kháng đến từ hư ám trọng cảnh áp lực nhưng tiêu viêm nhanh chóng đi thích ứng cái này cường đại lực áp bách nhưng ở thích ứng phía trước tiêu viêm chỉ có thể hết khả năng đi phòng thủ đến từ hư thương thế công mà hư thương thừa dịp tiêu viêm rơi vào hạ phong hắn chính là điên cuồng công kích tiêu viêm càng lại lần nữa đem tiêu viêm trên người hư thần áo giáp cho bóc ra xuống ba số hư thần áo giáp bị đoạt sau khi đi cùng hai hào một dạng huyết trong túi xuất hiện thân ảnh ba hào hư thần áo giáp bám vào mà lên ba hào cũng là một lần nữa phục sinh phanh 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 hư thương nắm đấm bao phủ tiêu viêm tiền huyết bao trùm nắm đấm của hắn tiêu viêm máu me khắp người hư thương cũng là càng đánh càng là hưng phấn bất quá tiêu viêm mặc dù máu me khắp người nhưng trên thực tế thương thế trên người đều ở đây phi tốc khỏi hẳn hư thương vẫn không có làm bị thương tiêu viêm căn bản chỉ bất quá đang điên cuồng tiêu hao nguyên thần phân thân khí huyết mà tiêu viêm cũng có cảm giác nguyên thần phân thân nhục thân tuy mạnh nhưng khí huyết cùng thọ nguyên có trực tiếp quan hệ chiến đấu tiêu hao đối với thọ nguyên bản thân đồng dạng là tại cực lớn hao tổn mặc dù mạnh như bất hủ nhục thân sức mạnh vẫn như cũ là cần trả giá đắt đi trao đổi hư thương cũng không có ý định lại cho tiêu viêm bất kỳ cơ hội nào thậm chí nói phe này thế công cũng là đang phát tiết phẫn nộ của hắn mà thôi bất luận ngươi có bao nhiêu át chủ bài tại thái hư trước mặt người thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính nếu ngươi thần phục vốn có thể lưu ngươi một cái mạng vì thái hư hiệu lực bất quá ngươi lại dám can đảm sưu ta hồn chuyện này ta liền để nguyên muốn sống không thể muốn chết cũng không thể hư thương nhìn cả người là máu tiêu viêm lúc này vung tay lên chỉ thấy từ quanh mình trong hắc ám xuất hiện từng đạo dây đỏ đây chính là phía trước một đám thái hư đối phó qua tiêu viêm chiêu số chỉ bất quá tại hư thần hào bên trong xuất hiện dây đỏ càng nhiều nhiều đến để cho người ta tê cả ra đầu dây đặc dây đỏ từ bốn phương tám hướng đánh tới tế nhuyễn như xúc tu đồng dạng hướng về khó mà nhúc nhích tiêu viêm bao phủ tới chỉ bất quá tiêu viêm theo thích ứng cơ thể vẫn là có thể miễn cưỡng làm ra một chút động tác bàn chân đạp mạnh biển lửa bắt đầu từ trên người hắn bộc phát ra tại bốn phía trăm trượng hóa thành một cái lăn nóng hỏa cầu đem hắn bao ở trong đó nhưng dây đỏ cũng không e ngại vẫn như cũ hướng về tiêu viêm bao phủ tới xuyên qua hỏa diễm thời điểm tiêu viêm đem nhiệt độ của ngọn lửa cấp tốc kéo lên trước tiên chui vào hỏa diễm chính giữa dây đỏ lập tức bốc lên khói trắng trong nháy mắt liền bị thiêu hủy màng lớn hư thương thấy thế lúc này nhớ mày vung tay lên chỉ thấy bàng bạc bất hủ chi lực từ bốn phía tụ đến tiếp đó ngưng luyện ở những thứ này dây đỏ phía trên lúc này những thứ này vốn là màu đỏ sợi tơ tại không hủ lực ra chỉ toàn bộ hóa thành màu đỏ thấm lại lần nữa xuyên thẳng qua tiến vào tiêu viêm biển lửa thời điểm, trước tiên xông vào trong đó dây đỏ như cũ không chịu nổi tiêu viêm hỏa diễm, bất quá rõ ràng cường độ tăng lên không thiếu, tăng thêm dây đỏ che giả măng mọc, rất nhanh liền tiếp cận Liễu Tiêu Viêm. Dây đỏ theo leo lên mà lên, cho dù Tiêu Viêm cố hết sức phản kháng, bất quá cũng là chuyện vô bổ, tại càng cường đại hơn hư ám trọng cảnh phía dưới, Tiêu Viêm căn bản là không có cách chống lại. Trong khoảnh khắc, Tiêu Viêm thân hình liền bị hoàn toàn bao phủ, dây đỏ đem Tiêu Viêm toàn bộ nuốt hết, bị bao khỏa trở thành một cái như màu đỏ một dạng kén nhìn thấy một màn này hư thương mới chậm rãi tới gần tùy theo cái kia bị dây đỏ bao khỏa kín cãi hồng kén mở ra một cái khe lộ ra liễu tiêu viêm gương mặt phốc phốc hơn nữa cùng lúc đó hư thương trong tay một thanh lưỡi dao trực tiếp xuyên thủng liễu tiêu viêm hơn nữa vị trí cũng không nghiêng lệch xuyên qua hồng kén đâm trúng liễu tiêu viêm trái tim tiêu viêm lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra ngoài đây là xuyên tim thống khổ nói xong hư thương chậm rãi giơ bàn tay lên chỉ thấy trong bàn tay còn lại xuất hiện chín cái màu đen cương châm lúc này vung tay lên chín cái cương châm chính là mãnh bắn về phía liễu tiêu viêm cương châm chui vòng cái chớp mắt hồng kén chính giữa tiêu viêm chính là phát ra thê lương tiếng gào thống khổ đây là xuyên hồn chi đau nghe tiêu viêm kêu thảm hư thương thần sắc lạnh nhạt cứ như vậy nhìn xem gào thảm tiêu viêm hư thương không tiếp tục đi nếm thử sưu tiêu viêm hồn mà là lựa chọn nhường tiêu viêm muốn sống không được muốn chết không xong lúc này hai hào cùng vừa hồi phục ba hào cũng là đến đến rồi một bên nhìn xem ba hào hư thương tựa hồ cũng vừa mới phản ứng lại bây giờ còn có phần lớn hư thần áo giáp tại tiêu viêm trong tay hư thương vẫy tay một cái dây đỏ đem tiêu viêm trên ngón tay nạp giới chậm rãi bóc ra tiếp đó dây đỏ kéo lấy tiêu viêm nạp giới đưa đến hư thương trước mặt chỉ bất quá hư thương dùng linh hồn thăm dò vào nạp giới thời điểm nhưng là nhận lấy trở ngại nạp giới ở trong có cường đại cấm chế hư thương một phen nếm thử phía sau càng là như thế nào cũng không cách nào đem hắn phá phỡ. chỉ là cấm chế thái hư am hiểu nhất trùng hợp chính là cấm chế chi thuật ta liền còn không tin không phá nổi hư thương vừa mới nói xong chính là hết sức chăm chú đi bài trừ tiêu viêm nạp giới lên cấm chế sau một hồi lâu Hư Thương đầu đầy mồ hôi, nhìn tựa hồ không thành công, ha ha. Như thế nào, xem ra cũng không phải như vậy am hiểu a, à. nhưng vào lúc này, hồng kén bên trong Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, Hư Thương đối mặt Tiêu Viêm mỉa mai ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lại lần nữa xuất hiện màu đen đinh thép hướng về Tiêu Viêm vãnh đâm mà đi. Sâm hồn đinh ta còn có rất nhiều, người chậm rãi hưởng thụ a, à. Hư Thương nhìn xem lại lần nữa phát ra đau đớn gào thảm Tiêu Viêm lạnh lùng nói, hắn ngược lại là cũng không gấp gáp, mà ở phía ngoài chiến đấu càng là không vội tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là nắm chắc thắng lợi trong tay chỉ cần tiếp tục trì hoãn xuống thắng lợi tất nhiên là thuộc về bọn hắn hư thương lúc này ngồi xếp bằng xuống trước mặt lơ lửng tiêu viêm nạp giới nhận lấy vũ nhục phía sau hắn tựa hồ càng là không tin chính mình không phá nổi tiêu viêm nạp giới cấm chế đến nỗi tiêu viêm nhưng là đã không cách nào chuyển động một chút hơn nữa linh hồn cùng nhục thân đều gặp lấy cực lớn dày vò đâm vào tim lưỡi kiếm không nhổ khôi phục huyết nhục từ đầu đến cuối sẽ bị ngăn cản cái này khiến tiêu viêm thân thể đau đớn cũng là không ngừng nhiều lần đương nhiên nhưng tiêu viêm càng khó xử chịu là hắn xâm hồn đinh linh hồn đau đớn so nhục thể càng khó xử lấy tiếp nhận dưới loại tình huống này tiêu viêm càng là lâm vào nửa tình nửa hôn mê trạng thái ý thức du đãng tại chính mình nguyên khí tinh thần hài bên trong nhưng cũng không phải không có quy luật chút nào mà là tại loại này vô ý thức dưới tình huống tiêu viêm tự hồ đang hướng về phương hướng chính xác mà đi tại hư thương còn tại phía hết tâm tư muốn đi phá giải tiêu viêm nạp giới cấm chế lúc tại huyền âm chân giới một chỗ mờ mờ thế giới bên trong một đạo lam quang bốn phía quét ngang bất quá vào lúc này nhưng là bỗng nhiên trì trệ đáng giết ngàn đao nạp giới vứt bỏ lại có người muốn phá vỡ cầu gia ta lưu lại cấm chế phía trên bên trong thế nhưng là có cầu da bảo bối của ta cái này đáng giết ngàn đao ở làm gì làm chi sao có thể đem nạp giới cho mất không 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 đáng giết ngàn đao luôn luôn cẩn thận ta theo ở bên cạnh hắn đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua nạp giới bị người khác cướp đi qua chẳng lẽ đáng giết ngàn đao đã xảy ra chuyện bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay đáng chết đáng chết đáng giết ngàn đao có chết hay không không sao nhưng hắn nếu là chết ta nhưng là vĩnh viễn phải lưu tại nơi này không thể không thể huyền âm chân giới thế giới chi khí đang tại suy giảm e rằng không cần bao nhiêu thời gian liền sẽ phai mờ lưu tại nơi này cậu ra coi như thật chôn theo ở mảnh này tối tăm mờ mịt thế giới ở trong đạo này duy nhất làm quang chính là thoát ly liễu tiêu viêm tự mình đi ra ngoài mắt chó bây giờ nó sốt ruột không thôi tự hồ còn không có tìm được nó chỗ tìm đồ vật đáng giết ngàn đao thật là một chút tác dụng không có cậu ra mới rời khỏi không bao lâu này liền không được hừ hừ nếu là bây giờ ta ra tay là hắn chắc chắn để nó đối bàn cầu ra mang ơn về sau cũng sẽ không tại như vậy khi dễ ta đương nhiên nội tâm vẫn là hy vọng cái này đáng giết ngàn đao nhanh chóng chết thôi thôi xem ở ta còn phải dựa vào cái này đáng giết ngàn đao trở về cầu ra ta sẽ thấy giúp ngươi một lần tốt thật là cường đại cấm chế phức tạp như vậy lại tinh vi cấm chế khoảng chừng hơn một vạn đạo đến tột cùng là cái nào bệnh tâm thần mới có thể tại một cái nạp giới bên trên bố trí nhiều như vậy cấm chế hư thương nhìn xem trước mặt nạp giới lại là một phen phá giải phía sau hư thương cái chán hiện đầy mồ hôi mịn rõ ràng không thể thành công lúc này cũng là chỗ thủng chửi rồi đạo hư hư đây là cầu gia kiệt tác chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá vỡ cầu gia cấm chế chỉ thấy tiêu viêm nạp giới bên trên một đạo lam quang bắn ra tia sáng không nghiêng lệch trong nháy mắt bao phủ bao trùm tiêu viêm hồng kén quấn quanh ở tiêu viêm trên người dây đỏ chính là giống như thủy triều cấp tốc lui bước mà hư thương trước mặt nạp giới cũng là trong nháy mắt đã mất đi khống chế cướp trở về đến tiêu viêm dây đỏ thối lui thời điểm tiêu viêm tay trưởng chính là bỗng nhiên nhô ra bắt được cướp trở về nạp giới tiêu viêm bây giờ hai mắt phát đỏ tơ máu dày đặc ánh mắt hắn biết được đây là mắt chó vì hắn khiến cho một chút hy vọng sống cứ việc lồng ngực còn cắm một thanh xuyên thùng tim trường kiếm vẫn như cũ răng đầy ở hắn toàn thân trên dưới màu đen sâm hồn đinh tiêu viêm không có để ý trên thân truyền tới đau đớn bây giờ tiêu viêm ý niệm duy nhất đều là giải quyết đi cái này một đám thần hy hư thần hào cũng được nơi này hết thảy hắn đều muốn hủy diệt oanh từ tiêu viêm trên thân vô cùng cường đại hỏa diễm khuấy động mà ra tạo thành xung kích điên cuồng quét sạch mà ra tiêu viêm nâng lên song trường bất diệt chi hỏa mười tuyệt yêu lửa cùng với trắng lửa toàn bộ đều quanh quẩn ở bàn tay của hắn ở trong mà từ tiêu viêm thể nội bàng bạc lại mênh mông nguyên khí càng là không giữ lại trước nào điên tuôn ra mà ra cùng với vĩnh lúa phân thân bất hủ chi lực đều mà ra tất cả nguyên khí cùng bất hủ chi lực càng là tại trong khoảnh khắc hóa thành ba loại màu sắc bất đồng hỏa diễm tiếp đó lấy bất khả tư nghị phương thức điên cuồng sen lẫn va chạm ầm ầm càng là đang giao hòa ở giữa phát ra nổ kịch liệt tiêu viêm khí huyết cuồn cuộn búng máu tươi lớn mãnh nhiên phun ra rõ ràng giờ khắc này ở là một cái nghiêm trọng vượt qua hắn gánh vác phật nộ hòa liên muốn hủy diệt hư thương cũng tốt nơi này hết thảy coi như đem toàn bộ lực lượng đều đều dùng tới cũng chưa chắc có thể dung chuyển cho nên bây giờ tiêu viêm không có giữ lại bởi vậy tiêu viêm chính là liều lĩnh hết khả năng đem phật nộ hòa liên uy lực tăng lên tới cực hạn trông thấy một màn này hai hào cùng ba hào mặc dù bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy qua tiêu viêm như thế nào thi triển ra phật nộ hỏa liên nhưng ở tiêu viêm trong tay chết qua một lần bọn hắn nhớ rõ đó là vô cùng kinh khủng hỏa diễm hung áp một tung càng đem bọn hắn triệt đến nát mấy nhìn xem tiêu viêm trước mặt lại lần nữa cuồng bạo vô cùng hỏa diễm hai người đều trong lòng giật mình sắc mặt hoàn toàn trắng bệch cho dù có thể khôi phục nhưng sau khi chết ý thức vẫn diệt cảm giác không người nào nguyện ý đi lặp lại cảm thụ hư thương thống lĩnh mau đánh đánh gãy hắn người này thi triển hỏa diễm chi huy cực mạnh hư thương ngẩng đầu nhìn về phía tiêu viêm hắn cũng nghĩ ngăn cản a à, nhưng bây giờ thân thể của hắn càng là không cách nào chuyển động tựa hồ bị cường đại cấm chế có hạn chế hai người các ngươi bên trên hư thường lúc này hạ lệnh hai hào cùng ba hào nghe vậy đều là khẽ giật mình hai người trên mặt cũng không có lòng tin gì lấy thực lực của bọn hắn nếu là có thể đối kháng tiêu viêm sớm tại phía trước liền đã chiến thắng huống chi là bây giờ bọn hắn như cũng không cho rằng là tiêu viêm đối thủ tiêu viêm cường đại đặc biệt là ba hào đã là đã trải qua hai lần tử vong nàng biết rõ tiêu viêm chân chính thực lực bây giờ tiến lên chỉ sợ cũng là tự tìm cái chết không thể nghi ngờ bất quá hư thương hạ lệnh hai người lướt nhau phía sau vô luận là gì tình huống bọn hắn đều phải nhắm mắt cũng phải lên hai người một trước một sau chính là hướng về tiêu viêm lao đi đều là cầm trong tay thái hư cấm kỵ chi võ hướng về tiêu viêm chính là gào thét mà đi tiêu viêm lúc này cũng là mãnh quay đầu nhìn về phía hai người ánh mắt tàn nhẫn cùng với trên thân tràn ngập sát ý cái này một ánh mắt liền để hai người thân hình cũng là mãnh mà cứng đờ nhưng bây giờ tiêu viêm không thể phân tâm cũng không cách nào giành tay đối phó bọn hắn, mắt chó. Nhưng vào lúc này tiêu viêm quát một tiếng đạo, mặc dù tiêu viêm không biết mắt chó là thông qua phương thức gì làm được, bất quá có thể hạn chế lại hư thương, tất nhiên cũng có thể tạm thời hạn chế hai người. Đáng giết ngàn đao, cầu gia ta cũng không phải nô lệ của ngươi, động một chút lại đối với ta hô tới gọi đi, cầu gia ta muốn không lo lắng không thể quay về, ta mới sẽ không phí lớn như vậy kình giúp ngươi, tiêu viêm sắc mặt bằng lãnh, lúc này liền là lại lần nữa quát lớn. Ít nói lời vô ích, lập tức ra tay, bằng không ta liền đem ngươi lưu ở nơi đây tiêu viêm tiếng nói vừa mới rơi xuống trên ngón tay nạp giới lập tức bắn ra lam quang lập tức bao phủ lại hai hào cùng ba hào thân hình của hai người cứng đờ càng là thật sự không cách nào đang động đánh thật là cường đại cấm chế chi lực không có khả năng thái hư am hiểu nhất bất quá chỉ là cấm chế nhưng bực này cấm thuật đã là chúng ta đều không thể tiếp xúc được phương diện người này làm sao lại hiểu hư thương mặc dù biểu hiện coi như tỉnh táo trên thực tế nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi bởi vì hắn cũng tại thời gian ngắn ngủi này bên trong thử đủ loại biện pháp càng là đều không thể phá vỡ bao phủ hắn cấm chế đáng giết ngàn đao người có thể nhanh lên cầu ra ta khoảng cách rất xa sắp không chịu đựng nổi nữa mắt chó mặc dù hùng hùng hồ hồ nhưng từ đầu đến cuối đều bị tiêu viêm cho nắm gắt gao đối mặt tiêu viêm quát lớn khẩu khí cũng không phía trước cứng rắn chờ coi a à, đáng giết ngàn đao cầu ra ta sớm muộn có một ngày đem vứt bỏ đều tìm đến rồi hừ hừ đến lúc đó ta nhất định sẽ để cho ngươi đẹp mắt mắt chó trong lòng âm thầm thề oanh hư thương bên này mãnh nhiên đứng dậy mắt chó cấm chế bị hắn thành công phá vỡ đáng giết ngàn đao ta có thể tận lực ta chết đi người cũng sống không thành tiêu viêm lạnh lùng mở miệng hắn tự nhiên biết được mắt chó tính tình cho dù mắt chó theo hắn lâu như vậy nhưng thực tế mắt chó sâu cạn liền hắn cũng hiểu biết không nhiều nhưng tiêu viêm biết được mắt chó lời nói cực hạn vậy nhất định không phải cực hạn của nó liền phía trước nhiều lần mắt chó vì tiêu viêm bài trừ hư thần khôi giáp cấm chế nhìn như nghỉ dưỡng sức rất lâu nhưng tiêu viêm cũng là nghiêm trọng hoài nghi rất có thể là mắt chó trang. Có thể được tôn thượng phong ấn đồ chơi, tất nhiên sẽ không phổ thông, mắt chó biểu hiện ra đã rất rõ ràng, nắm giữ cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn, mà lại là sâu không lường được linh hồn chi lực, tại cấm chế chi thuật lên tạo nghệ càng là không thể tưởng tượng nổi. Đáng giết ngàn đao, ngươi thực sự là đáng giết ngàn đao, mắt chó hùng hùng hổ hổ, trượt nạp dưới bên trên lại lần nữa bắn ra một đạo lam quang hướng về hư thương khuấy động mà đi, vừa mới phá tan cấm chế hư thương thân hình lại lần nữa cứng đờ. Hư thương đồng lỗ đột nhiên co lại, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng tiêu viêm vẫn còn có thủ đoạn như vậy đáng chết phá cho ta phá phá hư thương cũng là cuối cùng nhịn không được quát âm thanh mắng lúc này từ bốn phía dùng để mấy đạo trùm sáng bao phủ mà đến hư thương thân hình chính là tại trùm sáng bao phủ phía dưới lại lần nữa khôi phục bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay càng là để cho ta vận dụng hư thần số sức mạnh cũng không thể tư nghị bất quá vô luận ngươi làm cái gì cũng không cải biến được bất luận cái gì ở đây ta quyết định hư thương vừa mới nói xong dây đỏ lại lần nữa hướng về bốn phương tám hướng đánh tới cùng lúc đó càng cường đại hơn hư ám trọng cảnh lại lần nữa bao phủ tiêu viêm hư thương thân hình bạo lướt đến tiêu viêm hắn cảm thấy bây giờ tiêu viêm nhất định là tại hư ám trọng cảnh phía dưới nhất định là không cách nào chuyển động nhìn xem tiêu viêm trên thân xuyên thủng ngực trường kiếm cùng với sâm hồn đinh đều còn tại hư thương hai ngón vừa nhấc đâm vào tiêu viêm lồng ngực trường kiếm trực tiếp xuyên thủng tiêu viêm lồng ngực trên người sâm hồn đinh càng là tại hư thương dưới sự thúc giục điên cuồng xoay tròn nhưng lần này tiêu viêm ánh mắt kiên nghị hàm răng cắn chặt cho dù cổ họng truyền đến ngọt nhưng tiêu viêm đều nhịn được không có phát ra bất kỳ thanh âm hư thần hào bên ngoài nữ đế đứng lặng tại sừng rồng phía trên ánh mắt ngắm nhìn hư thần hào kể từ tiêu viêm sau khi biến mất nàng vẫn đứng ánh mắt không rời trưởng thành phương thức nhanh nhất không gì bằng đập nồi dìm thuyền nữ đế ánh mắt ngưng lại không khó từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra vài lo lắng nhưng nữ đế vẫn là không có lựa chọn đi ra tay trợ giúp tiêu viêm bây giờ còn xa xa không có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm tiêu viêm khí tức mặc dù ba động bất quá sinh mệnh khí tức coi như ổn định. Trên thực tế tại vừa mới, tiêu viêm khí tức ba động cực kỳ kịch liệt thời điểm nữ đế suýt chút nữa nhịn không được liền muốn chuẩn bị ra tay rồi, mặc dù đập nồi dìm thuyền, nhưng nữ đế cũng không hy vọng tiêu viêm chết thật. Có thể càng là như thế, nữ đế biết được lúc này mới có thể tiếp cận tiêu viêm bây giờ cần có nhất trạng thái, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, muốn không chỉ là tài nguyên, có thể tại tử cảnh ở trong cầu lấy một chút hy vọng sống tâm cảnh mới có thể kích phát ra chính mình lớn nhất tiềm lực, nhưng như thế. Người cũng sắp gặp phải thật sự nguy hiểm, thiếp thân cho dù lo lắng thực sự không thể ra tay, một khi ra tay ngược lại là đang hại ngươi. Nữ đế đôi mắt đẹp đóng mở, trong mắt tràn đầy cũng là vẻ lo lắng, chính là bởi vì gánh, nàng mới một mực đứng lặng tại sừng rồng phía trên ngắm nhìn hư thần hào, nhưng nữ đế cũng không cách nào tinh chuẩn đi trưởng khống, càng nhiều vẫn phải là dựa vào tiêu viêm bản thân. Nữ đế chỉ có thể ở tiêu viêm khí tức thật muốn gặp phải phai mờ thời điểm mới có thể ra tay, cho nên cho dù phía trước tiêu viêm bị trọng thương, khí tức đã cực độ không yên dưới tình huống, nữ đế đều vẫn không có lựa chọn ra tay trợ giúp tiêu viêm, đây là tiêu viêm kiếp đồng dạng cũng là tiêu viêm tạo hóa đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác lại là một lần phi thường gian nan khảo nghiệm là khảo nghiệm cũng là cơ hội hy vọng ngươi có thể đủ ở nơi này chàng chính giữa nguy cơ có chỗ hiểu ra coi như không cách nào đột phá tổ cảnh nếu là có thể tìm được tổ cảnh phương hướng cũng là cực kỳ tốt cho nên đây hết thảy đều phải dựa vào ngươi mình mặc dù với thiên phú không bằng cố chúng sinh nhưng mà niềm tin của ngươi cùng chấp nhất cùng với không cố kỵ gì linh hồn trên một điểm này nhưng là cố chúng sinh một đời đều chưa từng có mặc dù là cố chúng sinh chuyển thế nhưng ta ở trên người của ngươi lại không có nhìn thấy nửa điểm cái bóng của hắn cho nên ngươi không phải cô chúng sinh ngươi là tiêu viêm thiếp thân tin tưởng ngươi chính là tương lai thần hy nữ đế ánh mắt lấp lóe nàng cảm nhận được rất nhiều trong mắt có ánh sáng óng ánh lấp lóe mặc dù cùng tiêu viêm thời gian chung đụng không có rất lâu nhưng mà ở nơi này ngắn ngủn mấy trăm năm bên trong nàng thật sự trong lúc bất trì bất giác đã yêu cái này có chút xúc động làm việc không sợ hãi tiểu tử so với trầm mặc càng nhiều cô chúng sinh tiêu viêm hoạt bát rõ ràng càng được vị này nữ đế phương tâm đương nhiên đối với nữ đế tới nói cô chúng sinh là nguyên nhân tiêu viêm nhưng là duyên diệt cố sự vừa có bắt đầu cũng sẽ kết thúc sầm tiên viện cũng danh nữ đế huyền âm chân giới người mạnh nhất chuyện xưa của nàng đã nhanh muốn đi đến rồi chương cuối cái này một phần bi thương tựa hồ sớm đã lan tràn đến toàn bộ huyền âm chân giới tựa hồ trận chiến tranh này chính là nàng cũng là xí dưỡng quân sau cùng rực rỡ tôn thượng thời đại sớm đã kết thúc như vậy huyền âm chân giới cũng là như thế thua về nữ đế thời đại cũng trung quy kết thúc cho dù là thần bất hủ tại mênh mông bên trong dòng sông thời gian cũng nhỏ bé như hạt bụi đương nhiên không có người biết được nữ đế đến tột cùng muốn làm cái gì cho dù là kiếm hướng mặt trời hắn đều không cách nào nhìn thấu thời khắc này nữ đế càng là không rõ nữ đế bây giờ làm luôn luôn tinh minh nữ đế tại chiến tranh ở trong càng là mưu trí tuyệt luân duy nhất một hồi đánh bại muốn theo đuổi sóc đến tuyên cổ trước kia một trận chiến đấu mà nữ đế cũng là tại nơi cuộc chiến tranh ở trong vẫn lạc còn đối với huyền âm chân giới khởi xướng chiến đấu cũng là một cái thuộc về thần hy lần thế giới Trận chiến kia huyền âm vẫn là quá nhiều cường giả, nữ đế chiến bại, đồng dạng huyền âm chân giới cũng bị cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Cũng là tại một trận chiến kia sau đó, huyền âm chân giới chiến lược chính là không lớn bằng lúc trước, theo bị lược đoạt mà đi tài nguyên, tản sinh cường giả càng là càng ngày càng ít. Không có tiếp tục mà lên cường giả, huyền âm chân giới chẳng mấy chốc sẽ gặp phải xa suốt cục diện, thế giới trở nên bạc nhược, lại không kham nhất kích. Chính như Thái Hư sau khi xuất hiện, từng một mực tại huyền âm chân giới cao cao tại thượng, tự cao thanh cao tổ quát, bốn cho rằng thực lực đã là huyền âm chân giới tối cường nhưng trên thực tế tại gặp phải một chi thái hư còn không tính đội quân mũi nhọn lực lượng đội ngũ lúc săn thần cung đặt tại trước mặt của bọn hắn thật sự liền nhét kẽ rằng đều không đủ thậm chí một trận cho là rơi xuống nữ đế bất quá chỉ là nòng mạnh hết đà nhưng tổ quát bây giờ đã thành trừ nhận thức được là cả gây từ đầu đến cuối cũng so mã đại nữ đế đứng xa xa nhìn tổ quát cũng là đứng xa xa nhìn hắn không biết tiêu viên đi nơi nào bất quá nhìn về phía nữ đế theo nữ đế ánh mắt liền có thể tìm được đáp án Ánh mắt cùng nữ đế đều nhìn chăm chú lên Hư Thần Hào, mà liền tại lúc này, có thể nhìn thấy Hư Thần Hào bất khả tư nghị lộ ra ánh lửa, nhìn xem ánh lửa, nữ đế như chút được cánh nặng, khóe miệng lúc này mới hơi nhếch lên. So với cúi đầu tu luyện, không bằng liều mạng một lần càng thêm trực tiếp, nguyên khí nội tình không phải đột phá tổ cảnh mấu chốt, làm tổ cảnh đột phá cho tới bây giờ cũng không phải nội tình, mà là trở thành cái giai đoạn hậu tâm cảnh lên một lần phá kén. Nếu có thể phá kén liền có thể thành bướm, trở thành tổ cảnh phía sau, đột phá bất hủ liền có thể làm ít công to trước tiền ngộ tâm cảnh tại đột phá bản thân đây mới là tối ưu lựa chọn nhưng ngày con đường rất hẹp có thể từ ở trong đi ra càng là lác đác không có mấy có thể ngươi và bọn hắn cũng khác nhau so với tôn thượng cũng tốt ta cũng được đã từng cũng là chẳng có mục đích truy cầu sức mạnh trí thượng nhưng ngươi cũng không một dạng hơn nữa hẳn rất lâu trước đây thật lâu liền như thế bất đồng rồi ngươi vì cái gì chưa bao giờ là mình mà là bên cạnh mỗi một cái đáng giá ngươi bảo vệ bạn thân thân bằng suy tư đến nơi đây nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên đôi mắt đẹp của nàng ở trong nổi lên tinh mang cùng vẻ vui thích ta hiểu vốn cho rằng ngươi và chúng sinh không có một chỗ tương tự nguyên lai like ngươi một mực đều vẫn là ngươi a à, cái kia liều mạng cũng muốn đi bảo vệ người tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng biến qua nữ đế suy tư rất nhiều những lời này nàng không có đối với tiêu viêm nói cũng sẽ không đối với tiêu viêm nói đây là thuộc về của nàng hiểu ra nhìn xem ở xa hư thần hào nội thiểm nhấp nháy ánh lửa nữ đế tựa hồ phát giác thuộc về tiêu viêm khí tức cái kia cũng tại dần dần thay đổi khí tức mặc dù rất yếu ớt nhưng nàng là nữ đế không cách nào trốn qua cảm giác của nàng ha ha quả nhiên là thiếp nam nhân đã đi ra bước đầu tiên như có thể lại gần một bước liền có thể trở thành tổ cảnh nhìn xem nữ đế vui buồn chồng chất khuôn mặt tổ quát ngạc nhiên hắn đương nhiên không biết nữ đế đang suy tư điều gì chỉ có thể nhìn hiện ra ánh lửa hư thần hào mặc dù không biết xác thực xảy ra chuyện gì bất quá tất nhiên cùng tiêu viêm có chỗ liên quan chẳng lẽ hắn còn có thể chụp đảo hoàng long đương nhiên tổ quát nghĩ cùng nữ đế nghĩ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc hắn như thế nào có thể lý giải nữ đế không đứng ở tòa này núi hay lại chỉ có tường đó trên núi ra sao phong cảnh ngươi ở đây dưới núi thấy là tuyết không biết chỗ trên núi sớm đã tinh không vạn lý cấp độ khác biệt thấy cũng khác biệt mà hư thần hào bên trong nhìn thấy ánh lửa không có ngừng trệ mà là vẫn còn tiếp tục đón gió căng phồng lên đó là một đóa to lớn hỏa liên đủ để bao trùm toàn bộ hư thần số tam sắc hỏa liên lực lượng hủy diệt đã thành hình kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Chuyện Hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.